Chiều 12 tháng 9, cầu Nhân Trạch bắc qua sông Đồng Nai hợp long hai nhịp đầu tiên, cầu dài 2,6 km là cây cầu lớn nhất đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch. Trao đổi với tuổi trẻ online, ông Lê Đình Hoàng Chương, phó giám đốc ban điều hành dự án 1A, ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng, phía Đồng Nai bàn giao 98% cũng theo ông Chương, trước khó khăn chung về các đắp nền, các nhà thầu đã chủ động tìm nguồn cát trong và ngoài nước để mua. Giá mua có thể cao hơn giá hợp đồng, được chi thêm bằng nguồn kinh phí của nhà thầu để đảm bảo tiến độ dự án. Tiến độ tổng thể toàn dự án thành phần 1A đạt 76%, riêng cầu Nhân Trạch đạt 83%. Sau khi hợp long hai nhịp cầu, các nhịp còn lại sẽ hợp long vào tháng 1 năm 2025. Sau đó các đơn vị sẽ hoàn thiện mặt cầu, lắp lan can, chiếu sáng để đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025.